Thực hiện nghị quyết số 277 ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, ngày 22 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án tiến hành lắp đặt biển tên đường phố trên địa bàn thị trấn Lang Chánh. Trong đợt này, Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh tiến hành lắp đặt biển tên đường phố cho 18 tên tuyến đường có chiều rộng kích thước theo tiêu chuẩn với 33 biển đơn và 5 biển đôi với tổng số 37 cột biển tên. Trong đó, 18 tên đường mang tên các danh nhân, nhân vật lịch sử là những người tiêu biểu có công với cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước với vùng đất Châu Lang Chánh và một số tuyến đường mang tên các địa danh lịch sử văn hóa của quê hương. Việc lắp đặt biển tên đường phố theo một quy chuẩn nhất định tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của các cơ quan nhà nước, đồng thời tạo điều kiện diện mạo mới, khang trang cho thị trấn Lang Chánh từng bước xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh đó cũng giúp cho nhân dân trong và ngoài huyện thuận tiện trong việc sinh hoạt, giao dịch, liên hệ công tác.